Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Rất vui được gặp lại quý bạn trong bản tin vận số ngày mai, mùng 2 tháng 7 năm 2023 dương lịch, tức là ngày 15 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão. Lời đầu tiên thì tôi xin gửi đến quý gia chủ, quý bạn hữu lời chúc ngày rằm vạn sự như ý, phúc thọ khang ninh. Bản tin vận số ngày 15 tháng 5 âm lịch sẽ bao gồm những thông tin đáng chú ý về phong thủy như sau. Ngày mai là ngày Tân Dậu, có ngũ hành là Thạch, Lựu, Mộc. Đây là một ngày đại cát, thích hợp để chúng ta làm đại đa số những công việc, nhất là việc tu tạo mộ phần hay là an táng, chôn cất, cầu tài, thỉnh cầu thần linh, cầu an, khoan giếng, tu tạo nhà cửa, sửa chữa bếp, làm thiện nguyện và đính hôn. Ngoài ra thì một phần công việc rất quan trọng đó chính là chọn giờ đẹp lên hương. Lên hương vào khung giờ đẹp sẽ giúp cho quý bạn nhận được cát khí, vận trình cả ngày thêm may mắn, gia đạo sẽ được bình an. Giờ đẹp để lên hương trong ngày mai là khung giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ sáng. Và trong ngày mai, hướng Tây Nam là hướng xuất hành đẹp nhất nhờ đón được cả hỷ thần và tài thần. Các bạn nên ưu tiên xuất hành theo hướng này để đón được những tin vui, đắc được những vận may, giúp cho công việc chúng ta thêm thuận lợi, thêm như ý. Và riêng với hướng Đông Nam, các bạn nên tránh xuất hành do có hạc thần đáo tới, chủ về những điều kém may mắn trong con đường di chuyển. Và những khung giờ để chúng ta xuất hành sẽ là Đại An, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Tốc Hỷ giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tiểu Cát là giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ hay là giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Và trong ngày mai thì mỗi một khu vực trong nhà chúng ta sẽ tốt xấu khác nhau. Các khu vực tốt thì chúng ta nên dành nhiều thời gian ở đó, còn ngược lại những khu xấu thì chúng ta nên hạn chế. Các khu vực tốt sẽ là chính Nam, Tây Nam, chính Tây, chính Bắc và khu vực giữa nhà hay còn gọi là Trung Cung. Trong khi đó thì những khu vực xấu sẽ là Đông Nam, chính Đông, Đông Bắc và Tây Bắc. Và để phù hợp với cả ngũ hành trong ngày mai, quý gia chủ có thể mặc những trang phục chủ về hành mộc và hành thủy, bao gồm những màu đen, xanh nước biển, xanh lục hay là màu tím. Và bên cạnh đó thì thực đơn khuyên dùng trong ngày này là tất cả những loại thực phẩm chua và nhiều màu xanh. Cụ thể có thể nói đến là thịt gà này, gan, lúa mì, rau cải, rau bina, măng tây, cần tây, chanh, cam, dứa, sữa chua, kim chi hay là dưa chua đều tốt. Và trong ngày mai thì các bạn cũng nên hạn chế sử dụng những vật phẩm chủ về hành kim như vật dụng màu trắng, vàng, dao, kéo và những vật dụng bằng kim loại nói chung. Trong mỗi một ngày sẽ có các tuổi tốt và xấu khác nhau. Thì xin chúc mừng Thìn, Tỵ, Sửu, Dậu là 4 tuổi tốt nhất. Tuổi Thìn thì lục hợp mang lại cho tuổi này sự tự tin khi các bạn nhận được những sự ủng hộ, những sự động viên của người thân và bạn bè. Và nhờ thế nên là những việc bạn đang làm sẽ có thể giúp cho bạn có thể phát triển được tốt nhất. Còn về tuổi Tỵ, chính quan xuất hiện sẽ là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tỵ đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu bạn muốn đạt được. Hãy cam kết để mà hướng tới thành công. Tuổi Sửu thì thiên ấn là tín hiệu tốt cho thấy thời gian này sẽ là lúc để mà tuổi Sửu hoàn thành các dự án sáng tạo của mình. Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là bạn phải vùi đầu vào công việc. Thay vào đó thì hãy lồng ghép thêm cả thời gian thư giãn và vui chơi. Chúng sẽ giúp cho đầu óc sáng tạo của các bạn tốt hơn. Tiếp theo là tuổi Dậu. Nhờ vận may tài lộc ghé thăm thì việc làm ăn buôn bán của người tuổi Dậu sẽ rất là hanh thông và thuận lợi. Bản thân con giáp này cũng sẽ tìm được hướng đi mới cho mình, mở ra những thành công trong những tương lai gần. Còn 4 tuổi không may mắn lắm, đó là Mão, Tuất, Mùi và Hợi. Tuổi Mão, Dậu thì tương xung, cho thấy mâu thuẫn dễ nảy sinh giữa người tuổi Mão và một nửa của mình. Bạn nên mở rộng sự bao dung, giảm thiểu cái tôi đa nghi của mình để mà hai bên chúng ta có thể hòa hợp nhau hơn nữa. Tuổi Tuất, Dậu và Tuất thì lại tương hại, nên là con giáp tuổi Tuất thì đang dần mất đi động lực khi mà tin vào một lời nhận xét tiêu cực về một ai đó, nên là bạn hãy cần phải thời gian xác nhận lại thông tin trước khi mà chúng ta mà có quyết định xử lý tình huống như thế nào đó. Tuổi Mùi thì cần cẩn trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc và đặc biệt là các giấy tờ ký kết hay là những hợp đồng quan trọng. Đừng có chủ quan, dễ sẽ phát sinh những hậu quả khôn lường trong ngày này. Còn tuổi Hợi thì vận trình tình cảm của người tuổi Hợi vào chủ nhật, nhất là người độc thân, sẽ dễ rơi vào tình trạng một ngày lắm mối tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng mà chẳng có người nào thật sự làm cho bản thân bạn cảm thấy rung động cả, nên là chúng ta đừng vội quyết định trong ngày này. Còn 4 tuổi còn lại là Tý, Dần, Ngọ, Thân là những tuổi bình hòa. Tuổi Tý thì có thực thần mang lại cơ hội kết nối với cả những người thành công hơn. Nhưng đây chưa phải là lúc chúng ta hành động quyết liệt vì sự thành công này nó chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Còn tuổi Dần thì bạn làm việc sáng suốt nửa đầu năm nay
và đã bắt đầu có kết quả rồi. Tuy nhiên là để có nguồn tài chính dồi dào hơn nữa thì các bạn cần phải tiếp tục cố gắng cũng như là mở rộng mối quan hệ của mình để chúng ta có thêm tiền đề. Tuổi Ngọ thì thiên khoan khiến cho tuổi Ngọ muốn tách biệt ra khỏi những cái tác nhân tiêu cực. Mọi người đều thấy bạn hành xử rất là lạ lùng. Tuy nhiên, bạn không cần phải nói với ai cả nếu mà bạn không cảm thấy thích. Cứ để cho họ đặt ra câu hỏi vậy thôi. Và tiếp theo là tuổi Thân. Trong ngày có tam hội xuất hiện, dự báo về một cuộc hội họp tụ tập bạn bè. Và bạn sẽ rất là háo hức cho kế hoạch này vì bạn đang muốn sống khoảng thời gian đẹp đẽ cùng với những người thân như thời còn đi học. Còn về vấn đề tài lộc của bạn thì sẽ không được như ý lắm. Và trên đây là các nội dung quan trọng trong ngày rằm tháng 5 âm lịch này. Hy vọng với những thông tin hữu ích của bản tin vận số đã được cô đọng đúc kết như trên sẽ giúp các bạn nắm được vận trình, thêm phần chủ động để mọi sự được viên mãn và hanh thông. Bản tin vận số những ngày tiếp theo sẽ được tiếp tục đăng tải trên group Zalo Phong thủy Phùng Gia. Các bạn có thể quét mã trên màn hình để mà tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin vận số tiếp theo.